Chào các bạn, chào buổi sáng. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay nhà mình còn có hai củ khoai mì như thế này các bạn. Cũng to lắm, khoảng nửa ký à. Bây giờ mình xử nó nha. Các bạn theo dõi mình coi mình làm cái gì. Mình ngâm nước muối nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi nè các bạn. Bây giờ mình lấy ra. Lấy ra rồi mình đem đi mài nha các bạn. Ra mình đem qua đây mình mài nè, mình mài bằng cái đồ mài này, tại vì nó có ít mình làm theo ít nha các bạn. Rồi mình mài đi. Ai lười thì bỏ vô cối xay luôn, nhưng mình không có lười nha các bạn, mài cho nó khỏe cái tay. Bạn ơi, mình bào xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình vắt nước. Mình vắt cái nước này ra bớt nha. Đừng có để cái nước này ăn nó sẽ bị đầy bụng nha các bạn. Mình vắt mình bỏ đi. Bạn nào mình làm nhiều thì mình lóng mình lấy cái bột lại. Còn mình làm ít thì mình bỏ nó đi nha các bạn. Lát mình bù nước vô. Mình vắt nhưng mà mình phải bù, chứ nếu mình không bù thì nó lại là khô lắm nha các bạn. Nó khô dữ lắm. Đó, ăn cái này phải biết cách ăn, tại vì nó cũng nhiều năng lượng lắm, nhưng mà nó cũng nhiều độc tố lắm, nhưng mà nó ngon miệng nha các bạn, nó rất là ngon miệng. Ở trong cái khoai mì này có cái tinh chất mà người ta lấy nó ra, người ta làm bột ngọt mình ăn đó các bạn, bột ngọt á, bột ngọt trắng á, mì chính á. Ở trong khoai mì, ở trong khoai tây, ở trong mía mình còn có hai củ nè, mình làm ăn uống kỹ lưỡng cho nó đỡ cái thân nha các bạn. Bây giờ người ta chú trọng đến sức khỏe lắm, vàng mua không được sức khỏe các bạn, mà người ta nói là bệnh là đi từ miệng đi vô đó, thành ra mình phải kỹ lưỡng trong cách ăn uống. Có bao nhiêu đây thôi đó ha. Bây giờ mình vô ba gia vị nha các bạn. Bỏ cái nước này đi, mình không tiếc nó đâu. Mình biết cách ăn rồi mà mình không tiếc, không hề tiếc. Khoai mì nó cũng rẻ lắm các bạn, nó không có bao nhiêu hết á. Nó không có bao nhiêu tiền hết á. Rồi bây giờ mình cho vô đây một muỗng cốt dừa nha. Hồi xưa làm cái món này không có cốt dừa đâu các bạn, tại vì bán rất là rẻ, bán cho học trò ăn. Nè, cho bao nhiêu đây thôi ha. Muỗng, tại vì nước cốt ở trong cái hũ này là nó đậm đặc lắm, mình thích ăn ở trong cái hũ hơn, mà mình đọc là không có chất bảo quản là mình ăn à. Đó. Người ta làm bằng quy trình khép kín, nó cũng vệ sinh, mà mình ăn mình biết mình ăn bao nhiêu ha các bạn ha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai cho nghệ vô, cho bột nghệ vô cho nó hấp dẫn. Hồi xưa là không có cốt dừa đâu, bây giờ có thì mình cho vô. Đây là sả với ớt mình bằm nè các bạn, bỏ vô luôn nha. Đây là mình làm cái món bánh cay, là cái món hồi xưa đi học hay ăn đó. Quay về với cái ớt tuổi thơ. Cho vô đây là bột nêm nè, bột nêm nấm. Nhà mình ăn bột nêm nấm không à. Thì trong cái bột nêm này nó đủ vị rồi, muối, đường, bột nêm nó đủ rồi. Mình chỉ cho nó vô đây một chút xíu mặn mặn vừa vừa ăn nha các bạn. Như thế là đủ rồi đó, khỏi cần đường đi. Rồi mình trộn nó lên, cái mình đem mình chiên. Mình trộn nó lên nha các bạn. Có nước cốt dừa chắc nó ngon lắm luôn á. Nghệ, sả với ớt, mình làm bánh cay nha các bạn. Hôm qua mình đi chùa, mình nghe sư cô nhắc đến cái bánh này nè, mà ở trong chùa thì đâu có được ăn vặt ăn vặt như thế này các bạn, ai cho gì thì cứ ăn cái nấy thôi. Nhưng mà sư cô nói hồi xưa đi học hay ăn bánh này, rồi cái mình thương quá đi, ở trong chùa nói chứ người ta thiếu thốn lắm các bạn, đâu có được ăn uống tự nhiên đâu, chắc phải thêm một chút xíu muối quá nó mới cay. Mình quyết định hôm nay mình làm bánh này để mà đem đến cho sư cô ăn.
mình không có ăn đâu các bạn, mình già rồi mình cử đường á, cử dữ lắm luôn á. Cái độ mặn thì nó cũng chắc cũng vừa phải rồi, cái độ béo mà nếu mình cho đường vô thì mình chiên nó dễ khét nha các bạn. Nó cay. Không cho muối nữa, trong bột mì có muối rồi thôi, mình làm gì mình cũng tiết chế các bạn ơi. Cho thì cho thêm chút xíu đường hoặc cho thôi chứ không có muối nữa. Nếu bánh này mà cho đường vô thì nó cũng không ngon lắm đâu. Xả ớt, miếng cốt dừa với miếng bột nêm thôi. Mình nắng vậy nè các bạn, mình bắt bếp lên nha. Bắt bếp lên là mình chế dầu ăn vô, mình nắng mình bỏ vô. Bánh này thì nó chịu phải là hao dầu nha các bạn, hao dầu ăn bánh chiên nè. Đây đó, bỏ dầu sôi rồi mình nắng nè, nắng bỏ vô, nắng bỏ vô nha các bạn. Làm sao cho giống hồi xưa, hồi xưa là nắng vậy nè, mình đi học mình ăn đó các bạn. Và bây giờ có cái găng tay, có nắng nó bỏ găng tay qua bên đi rửa tay sạch. Rửa tay sạch làm nha các bạn, mình nắng dài dài mình bỏ vô nha các bạn. Dầu sôi rồi đó, bớt lửa. Cũng dễ chứ không có nha các bạn. Cái là món này là cái món hồi xưa đi học ai cũng ăn đó. Người ta bán theo trường học rồi đó. Cứ bỏ vô, cứ bỏ vô. Bỏ vô nó chín là mình lăn nó. Bánh này nó không có giòn đâu các bạn, nó chỉ chín thôi. Nó chỉ chín với cái khẩu vị của nó thôi. Nắng một cái cũng không phải dễ đâu. Rồi các bạn cứ tiếp tục ha. Các bạn ơi, ai cũng có tuổi thơ dữ dội. Hôm nay mình quay về tuổi thơ một chút xíu nha các bạn. Lúc mà mình còn nhỏ thì mình đi học mình ăn một cái món bánh rất là bình thường. Nhưng mà mình nó cay cay nhẹ nhẹ rồi nó béo béo ngậy ngậy, nó thơm mùi xả ớt. Hôm nay trong nhà mình còn hai củ khoai mì. Mình làm ra một thứ ăn vặt rất là ngon luôn nha các bạn. Đây là học trò rất là thích, mặc dù nó nói là đồ chiên đó, mình ăn mình cảm thấy mình khoái khẩu, mình cảm nhận nó rẻ tiền mà ăn nó dễ ăn. Bây giờ già rồi ăn không nổi bạn ơi. Bây giờ mình quay về chút xíu tuổi thơ để mình nhớ cái tuổi thơ dữ dội của mình nha các bạn. Nào chúng ta bắt đầu cùng làm thôi.